Siêu phẩm dưới 3 triệu ha cả nhà. Con này là Motorola Stylus năm 2023. Ok chưa? Có ebook. Thì con này là sản xuất năm 2023 là năm ngoái đó cả nhà, mới đây thôi. Thì dưới 3 triệu là cả nhà có một con phải nói là ok mọi thứ luôn. Vừa mạnh mẽ. Đó, màn hình 6,6 inch, Full HD tần số quét 120 20 luôn nha. 120. Đó, có bút. Thì bút là để mình vẽ hay là mình tùy biến, hay mình muốn làm gì mình làm đó. Ừ. Rồi thì con này nó sẽ có là một sim và một e sim ha, một sim ảo đó cả nhà. Đó là tổng cộng 2 sim, RAM 6 GB, bộ nhớ 128 GB, pin là 5000, tần số quét là 120, chip là 6 Gen 1 ha. Cả nhà thấy đẹp không? Độ sáng cao, có bút. Cả nhà thấy hơi ồn nha, tại em có cái cục này để sạc, cục này xịn là cả nhà mấy triệu bạc. Đó, sạc cho điện thoại. Cục đó sạc 40 cổng, 40 cái máy điện thoại cùng một lúc nha. Rồi, thì con này là chạy rum thuần. Đó. Pin 5000, cực kỳ trâu bò luôn. Nói chung con này cũng ok, vuông vức. Hôm bữa em bán con 2021 đó cũng là 2280 rồi, còn 2022 thì là 2680. Đây em còn một hai cây nhưng mà em báo tạm hết nha, tại còn có một cây, còn hai cây, còn này thì còn vài cây. Mấy con này không có nhiều đâu cả nhà ơi, bao ở nhà tìm luôn, phải tại vì phải xách tay về chứ nó đâu có bán ở Việt Nam đâu. Rồi con này chạy chip là 6 Gen 1 ha. Đó, cũng là 8 nhân. Bây giờ điện thoại nào cũng phải có 8 nhân cả nhà ơi. 8 nhân là em thấy ok, nằm năm 2023 nha. G Stylus 5G 2023, nó có cái đèn chớp chớp nè. Ở trên là nó báo có giống như có tin nhắn Full HD cộng. RAM 6 GB, bộ nhớ 128. Android 13 luôn. Pin 5000. Đó, thì em cũng sẽ tối ưu hóa hết cho cả nhà luôn. Cả nhà cứ yên tâm mà về với việc đút sim vô xài thôi. Đó, thì em sẽ cho cả nhà đoạn mã để mà xóa quảng cáo dns@go.com. Là cái này nó sẽ tắt quảng cáo hết từ app đến trang web luôn luôn nha, nhưng mà trừ TikTok, Facebook với thằng YouTube thì vẫn còn mà quảng cáo. Thì nó có vân tay bên nút nguồn này và mở khóa khuôn mặt. Nói chung 6,6 inch cũng rất là đẹp đẹp rồi đó cả nhà, thấy không? Một con dưới 3 triệu và một con dưới 2,2 triệu, nhưng mà con 2,2 triệu này mỏng, cũng OnePlus T-Mobile Mỹ. Nó dày tại vì nó còn phải chứa cái cây bút nữa. Đó, nó chứa cây bút nữa. Đó. Còn hàng ẹt á, hàng ẹt mới mỏng nè, hàng ẹt thì dưới 2,9 triệu nè, mỏng nè. Đó, nó không có bút, không có bút thì nó mỏng. Thì những con mà sản xuất từ 21, 22, 23 là đều mỏng hết, tại vì nó có bút nó mới dày thôi. Rồi thì em sẽ tối ưu hóa con này cũng rất là dễ ha, tại full tiếng Việt rồi. Rồi hiển thị nè, độ sáng thích nghi mình dẹp hết nha. Mình sẽ bật độ sáng tối đa cho em. Con mắt mình là tâm hồn, là một cái cửa sổ tâm hồn cực kỳ quý giá, kim cương cũng không bằng. Anh có kim cương mà anh còn có một mắt thì nói làm gì. Rồi, hiển thị thời gian, khóa màn hình, giao diện tối, văn bản kích thước rồi nè anh. Đó, đó kích thước văn bản nè. Rồi để về là đẹp, cả nhà cứ tăng lên vừa tầm mắt của mình là ok. Màu sắc nè, bảo hòa tự nhiên đó, cả nhà thích màu nào để ha, bảo hòa màu đẹp, đúng rồi, màn nó sáng đẹp. Tốc độ làm tươi mới thì mình để tự động là tiết kiệm pin, tối ưu hóa thông minh ha. Lúc thì nó sẽ cần mượt, lúc thì nó điều chỉnh đó, điều chỉnh từ 1 đến 120 đó, gọi là tự động. Tần số quét cả nhà 60 hoặc 120 thì nó sẽ làm tự động luôn. Còn anh em nào thích thích 120 bấm vô đây đó.
Rồi, hiển thị hình nền là cái này là tùy biến nè. Cái này tùy biến. Đó. Cái này thì cả nhà có thể tùy biến theo ý thích của mình, còn âm thanh và rung nè, mình tắt hết đi. Cái nào không cần mình tắt bớt. Thông báo cử chỉ nè, cử chỉ trên hệ thống rồi, anh bên nè, anh bên là đa nhiệm nè, thấy chưa? Đó. Vuốt rồi dưới lên nè, rất là hay, rất là mượt luôn. Mới tinh nha, chứ không phải hàng cũ đâu cả nhà. Camera 5 chấm, con này hai mắt. Rồi. Bút stylus nè. Bộ nhớ. Thì mình tối ưu là mình tối ưu từ trên xuống dưới á, kẻo lẫn lộn. Cử chỉ thì anh em có thể vô đây để mà tùy chỉnh theo sở thích của mình ha. Thanh bên. Đó. Nhấn hai lần phím nguồn nè. Khởi động nhanh, chụp nhanh, nó rất là nhiều tùy biến luôn. Rồi, tiếp theo là ứng dụng ha, mình sẽ xóa bớt. Ví dụ mình thích cái nào mình xóa bớt đi. Android Auto để chạy xe nè. Bảo mật mô tô nè. Tắt luôn đi, không cần. Tắt. Con này chắc có thể sẽ lên Android 14 nữa nha. Đó, này là gọi là tối ưu nè, mình tắt hết những cái mình không cần, cần thiết. Thì nó sẽ nhẹ máy, đó dưới 2 dưới 3 triệu. Family Space nè. Ghi chú mô tô để lại nha, tại vì búng cái bút ra thì nó sẽ hiện. Nó hiện cái thanh này để mình ghi chú. Mình vẽ. Google thì để loại lại ha, Google One thì tắt nè. Google TV tắt luôn nè. Library thôi để lại. Cái nào mình không rành thì mình để lại. Mic tắt nè. Moto tắt nè. Photo tắt đi. Thông báo Moto khỏi luôn. Trợ giúp thiết bị tắt luôn. YouTube Music nè, tắt đi. Trò chơi mình thích mình để, không thích thì tắt ha. Rồi ứng dụng mật khẩu tài khoản nè, bút stylus nè, viết bằng stylus được luôn. Rồi Google bản cập nhật hệ thống nè, kiểm tra bản cập nhật nè. Đợi nó kiểm tra đi. Rồi trợ giúp hệ thống giới thiệu đây, stylus hai sim nha, nè hai sim, thẻ sim và thẻ e sim đó. Mở đã mở khóa thiết bị ha, chứ không phải là đó. Email hai email, một sim thì có một email, hai sim có hai email. Hiệu suất nè, tăng RAM. Rồi cái này á, thì cả nhà bật lên cho em số bảng dựng nè, chế độ phát triển nè, ấy chế độ phát triển. Rồi rồi là bao nhiêu bây giờ, bao một luôn. Gọn gàng, vuông vức, 6,6 inch. Nói chung là cũng được, coi phim, chơi game. Con này chip rất mạnh nha. Chip phải là 600 ngàn điểm AnTuTu. Đó, chip 8 nhân. Rất là mạnh. Con này cũng 8 nhân nè, mà mỏng. Đó, cũng mạnh mượt. Tần số quét 90 nha, chứ không phải là 60 đâu. Dành cho thị trường Mỹ nha, chứ không phải mình ở Việt Nam không có mà xài đó nha. Bây giờ người ta qua cái mẫu mới thì mình bây giờ mình mới lấy về mình xài. Đó. Rồi, đây em có bán khế bật lửa này. 250 bao ship nha. Cho chút quảng cáo xíu. Là ở trên là la bàn. Còn đây là đèn pin nè. Đó, đẹp chưa?
Rồi, có mấy loại đèn pin luôn. Đồ. Rồi, còn cái này là ở trên là bật lửa. Hiển thị số lần bấm. Số lần bấm nha. Ở ngoài rõ lắm chứ không phải tại do video em quay nó không rõ nè. Đó, còn cái này hiển thị phần trăm pin nè. Rồi, ở trên là la bàn, nói chung là ngầu 250, hàng new bao ship. Ừ, đèn nè, đó, đè bao. Em có đúng 3 cây cả nhà, có đúng 3 cây 250 bao ship nha. Rồi, thì em đã nói hết về cái thằng Motorola này. Cả nhà được thì lên đơn, không thì thôi. Em không ép cả nhà mua ha, em sẽ tặng cho cả nhà app xem phim miễn phí full HD không quảng cáo, có hàng vạn bộ phim, từ phim lẻ đến phim bộ luôn, mọi thể loại luôn đó. Ở trên mạng có phim gì là nó có hết. À, em đang nói là phim nha, chứ không phải tầm bậy bạ nha cả nhà, phim chứ không phải là 18 cộng JAV hay gì nè. Rồi, em sẽ tặng cho nhà kèm theo 200 kênh TV, ok chưa? Chỉnh sẵn cả nhà luôn. Còn cả nhà thích cái app mà 1.000 GB lưu trữ á, giống như em á, thì em cũng tặng luôn. Thích thì em tặng hết nè. Tặng là tặng hả, bản premium nha, chứ không phải là miễn phí đâu nè. Vô thời hạn 1T, vô thời hạn VIP, thành viên VIP đó. Rồi thôi, em xin hết.